Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Nửa canh giờ sau. Không ngờ yêu quả này lại nhờ vào hút khí huyết của nhân tộc mà chín. Thiếu một chút huyết khí nữa mới có thể chín hoàn toàn. Thôi bỏ đi, vài ngày không tính là bao, ở đây quá nguy hiểm, rời khỏi đây trước rồi tính tiếp. Dưới chân núi, Trần Sư Huynh, có phải ở trên đó đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Sao lại đột nhiên yên ắng như thế? Nghiêm Sư Huynh bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hồn anh yêu quả không phải là thứ mà người bình thường có thể hái được. May mà chúng ta không đi theo lên núi. Nhưng mà chúng ta không lấy được yêu quả, Sở Hưu có chịu giải độc cho chúng ta hay không? Các vị không lên núi à? Sở Sư Huynh, bọn ta đã theo chỉ thị của Huynh tìm người leo lên núi hái yêu quả rồi. Mặc dù không hái được yêu quả, nhưng mà cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hy vọng Huynh có thể giải độc cho bọn ta. Ồ, đám người ham sống sợ chết này không chỉ không hái được yêu quả, còn chôn luôn sư huynh sư tỷ của mình ở trên núi Hoàng. Bây giờ còn mặt dày, còn mặt dày mà đòi công nào? Hả, có yêu khí? Những yêu khí này là các ngươi đưa đến hay sao? Không phải, sao mà bọn ta có thể quen biết với yêu tộc gì đó cơ chứ? Nhân tộc, lại phát hiện nhân tộc rồi, giết. Giết bọn chúng, vì bộ lạc, vì tự do. Đi vào bí cảnh đã hơn 10 ngày rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải yêu tộc. Xem tình hình này, những dị tộc này hình như là đang vẫn còn tìm giết chúng ta. Hành tự bí. Nhanh quá. Chiến lược này chỉ dựa vào mấy người chúng ta cũng có chút là không chịu được. Nói, đám yêu tộc các người sao lại xuất hiện ở đây? Không nói, không nói, thế thì ta sẽ từ từ xử chết các người. Ngươi không nói cũng buộc phải nói mà thôi. Ta nói, vốn dĩ bọn ta là bị Thái Tổ Đế Tôn đại đạo áp chế ở Hoang Yêu Bí Cảnh. Nhận được mệnh lệnh của một vị đại yêu bỉ ngạn cảnh, bảo bọn ta ở đây phục kích các người. Đại yêu bỉ ngạn cảnh. Xem ra Hoang Yêu Bí Cảnh này rất là khó lường. Yêu ca cứ thế mà biến mất rồi sao? Trần sư đệ, đám tiểu yêu còn lại giao cho các ngươi. Với thực lực của các ngươi, đối phó với chúng hẳn là không thành vấn đề chứ. Sở Sư Huynh có thể giúp bọn ta giải độc trước hay không? À, các ngươi không nhắc thì ta quên mất. Sở Hưu ta làm việc quyết không nuốt lời nhận lấy. Sở Hưu ta cáo lui trước, các ngươi tự cầu phúc nhiều đi. Chiến lực mạnh nhất đã đi rồi, còn lại mấy tên này còn bị trúng độc. Đây chẳng phải là quá tốt cho chúng ta hay sao? Giết chúng đi, vì bộ tộc, vì tự do. Nữ tử của nhân tộc này trông cũng khá là xinh đẹp, đừng sợ, chưa ca ca sẽ không làm đau cô đâu. Hồn anh yêu quả còn phải đợi thêm 2 ngày nữa mới chín, 2 ngày này nên làm gì đây? Chính là chỗ này. Giọng nói này. Tìm được rồi, cuối cùng cũng tới, đây chính là bảo tàng chuẩn yêu đế. Bên ngoài động, kho báu, ta đến đây. Không thể không nói, người có hào quang của nhân vật chính quả là nghịch thiên. Chỉ tiếc là hắn gặp phải mình. Đa tạ Diệp Huynh, Sở mẫu ta sẽ giúp ngươi dò đường trước. Gì thế? Bên trong động. Loại thạch nhũ vạn năng này có giá trị trên trời, thu thập lại có thể kiếm thêm một khoản nhỏ. Những thiên phẩm tiên thảo này cũng không thể nào bỏ qua được. Địa phẩm, thiên phẩm, huyền phẩm. Khí vận của ngươi cộng 5, khí vận của ngươi cộng 5, cộng 8, cộng 7, cộng 6, khí vận của ngươi cộng 10 năm. Một phút sau, xong rồi, hệ thống, khí vận của ta tăng trưởng nhanh chóng như thế. Không phải là bởi vì cắt đứt cơ duyên của nhân vật chính Diệp Phàm đấy chứ? Đúng là như thế. Tốc chủ đây là hấp thu khí vận ở trên người của người khác. Nếu không phải là ký chủ, ký sinh người cướp mất. Diệp Phàm hái được đống bảo vật này rồi, nhất định là sẽ có thể một bước lên mây. Hơn 1.000 gốc địa phẩm linh dược, thiên phẩm linh dược hơn 100.
Tinh phẩm một gốc, vạn năm thạch nhũ, ba bình ngọc. Bán những thứ này đi, cho dù là một con heo cũng có thể bước lên mây. Ồ, đó là. Nói vậy đây mới là phần tuyệt nhất của tàng bảo địa này. Hả? Bỉ ngạn cảnh đỉnh phong. Nơi này lại có giấu một con bạch xà bỉ ngạn cảnh đỉnh phong. Xem ra đại xà phụ trách bảo vệ bảo vật tuyệt đối không được kích hoạt cơ quan. Xà huynh, thật trùng hợp khi chúng ta lại gặp nhau, ta vừa hay cũng phát hiện nơi này có bảo vật. Đến nay vậy mà đã kích hoạt cơ quan của bạch xà. Ở đây không nên ở lâu, phải mau rời khỏi đây. Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo mà. Có chuyện không hay xảy ra rồi. Mệnh bài đệ tử tiến vào Hoang Yêu Bí Cảnh đã bị vỡ số lượng lớn. Cái gì vỡ bao nhiêu cái? 775 vỡ hết rồi. Mệnh bài của Đồ Nhi sở hữu cổ ta có sao hay không? Mệnh bài của hắn vẫn chưa vỡ. Nhất định là ở trong heo, nhất định là ở trong Hoang Yêu Bí Cảnh đã xảy ra chuyện lớn, nhiều đệ tử tử vong như vậy, những năm trước chưa từng có tiền lệ. Quái nạ, sao mình lại lo lắng cho nghịch đồ kia như thế? Hắn chết rồi mới tốt chứ. Mọi người đừng vội, để ta dùng hư ảo chi nhãn nhìn xem. Bên ngoài có người đang quan sát bí cảnh hay sao? Nhân tộc muốn ra tay với chúng ta hay sao? Ta không muốn chết. Đại bản doanh của yêu tộc. Không cần phải lo lắng, không ai có thể tấn công xuyên đến Hoang Yêu Bí Cảnh của chúng ta, cho dù là Thánh Vương cũng không thể. Ma Sa, bỉ ngạn cảnh đỉnh phong. Nhân tộc chỉ có thể ở bên ngoài nhìn chúng ta, cái gì cũng không làm được. Nếu bọn họ muốn xem, vậy để bọn họ nhìn chúng ta tàn sát nhân tộc, giết sạch nhân tộc. Vì rời khỏi bí cảnh, vì lấy lại được tự do, xông lên. Thạch kính bảo bối lại có cảm ứng. Ồ, nửa tấm gương kia xuất thế rồi. Nếu có được một nửa còn lại, kết hợp chúng thành một, vậy ta có thể đột phá đến cảnh giới đạo cung rồi. Sao nào, lo lắng cho Đồ Nhi nhà ngươi gặp chuyện không may hay sao? Si, bổn tôn quần nâu mới lo lắng cho nghịch đồ kia, ta chỉ là lo lắng những đệ tử khác. Đừng nóng vội, bổn tôn đã sắp xếp xong rồi, cùng nắm là 2 ngày, truyền tống quang môn sẽ có thể quán thông thông đạo bí cảnh. Nếu ngay cả 2 ngày cũng không kiên trì được, vậy thì các ngươi khiến cho bọn ta quá thất vọng. Cũng không biết là nghịch đồ kia đang ở đâu. Tốt nhất là đã bị yêu thú lướt mất rồi. Hoang Yêu Bí Cảnh. Tô Như Tuyết, Đạo Vân Phong chân truyền đệ tử. Nếu như dưới ánh mắt này thấy chết mà không cứu, vậy chẳng phải là kế hoạch trở thành thánh tử của mình sẽ tan vỡ hay sao? Coi như là cô may mắn. Hắn à, sư muội, ta đến giúp muội giải vây. Nghe đồn hắn chính là người đã lên đỉnh Thái Tố Thần Tháp sở hữu, nhưng mà hắn chỉ là luân hải cảnh đỉnh phong. Những yêu tộc ở phía sau kia yếu nhất cũng đều là thần kiêu cảnh. Hắn đánh không lại đám yêu tộc này, lao lên chính là chịu chết. Đừng. Sở hữu sư huynh chiến lực mạnh quá. Không hoa khi nói hắn là ma thần chuyển thế. Sư muội không sao chứ? Đa tạ sở hữu sư huynh ra tay cứu giúp. Như Tuyết vô cùng cảm kích. Địa phẩm Uẩn Thần Chi. Hai người bị thương rất nặng, mau uống thuốc chữa thương đi. Không được đâu sư huynh, bảo dược này quá là quý giá, Như Tuyết không dám nhận. Sư muội không cần phải khách khí. Hiện giờ yêu tộc làm loạn nguy hiểm trùng trùng, nếu không mau chóng chữa thương có thể sẽ xảy ra đại nạn. Muội phải nghĩ cho bản thân mình. Cùng lắm thì sau khi ra ngoài, muội trả lại bảo dược cho ta là được. Đá tạ sư huynh, ơn này Như Tuyết chắc chắn là sẽ báo đáp. Bên ngoài phát hiện kinh biến ở trong bí cảnh,
chắc chắn là sẽ khởi động lại truyền tống quan môn để mọi người rời khỏi. Cho dù bây giờ hai vị sư muội uống bảo dược, muốn khỏi hẳn cũng phải hồi phục một hồi. Không bằng đến truyền tống quảng trường đợi quang môn khởi động lại đi. Sư huynh không đi cùng chúng ta hay sao? Không được, ta còn có một số chuyện quan trọng cần phải xử lý, xin từ biệt. Nửa khối thạch kính ở trong ngực dao động càng thêm mãnh liệt. Để đảm bảo, phải nhanh chóng hái hồn anh quả. Hái hồn anh yêu quả xuống chờ thời cơ gia tăng tu vi. Thái tố quản trường. Sở hữu sư huynh là một người tàn nhẫn, giết đám yêu tộc kia vô lực phản kháng. Sở hữu sư huynh vung tay là địa phẩm bảo dược, thật làm cho người ta hâm mộ. Các ngươi nói sở hữu sư huynh và Như Tuyết sư tỷ có phải rất xứng đôi hay không? Sở hữu làm người thiện lương, tư chất siêu phẩm, biểu hiện ở trong bí cảnh rất là không tồi. Nghịch đồ. Tên nghịch đồ này, ngươi rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Làm hại bổn tọa lo lắng như thế. Hoang yêu bí cảnh, âm ma sơn. Nếu có đường hồn anh yêu quả, tu vi của hai người chúng ta sẽ tăng lên thần thông cảnh. Chờ đã, có tiếng bước chân đằng sau. Ngươi, ngươi là Sở Hưu. Quả nhiên hai vị biết ta đây chính là Sở Hưu. Không biết hai vị sư đệ ở chỗ này làm gì thế? Sư huynh, nơi đây yêu khí rất nặng, tùy tiện tiếp cận, yêu quả Yana sẽ gặp nguy hiểm. Không bằng để Sở Hưu giúp chúng ta hái yêu quả. Được, nếu hắn hái yêu quả xuống, chúng ta và ngươi chia đều. Chúng ta một chọi một đánh không lại hắn, hai chọi một nắm chắc thắng lợi. Sở Hưu, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy hồn anh yêu quả rồi chứ? Yêu quả này vô giá, vô cùng chân quý. Ngươi đi vào mang nó ra, ba người chúng ta chia đều thế nào? Không được đâu. Sở Hưu, ngươi đừng nên không biết tốt xấu ép bọn ta động thủ. Thành thật giúp bọn ta hái xuống, bọn ta có lẽ là có thể tha cho ngươi một mạng. Sư huynh đừng nói nhảm với hắn, chúng ta cứ dùng tam phẩm tứ tượng trận pháp trói hắn là được, trói hắn trước đã. Sở Hưu, ngươi cũng chỉ là luân hải cảnh, còn muốn tạo ra sóng gió gì? Tứ tượng khốn trận. Xem chiêu. Hành tự ý. Ngươi. Nếu có kiếp sau, đừng làm tiểu nhân ra vẻ đạo mạo nữa. Yêu quả này thật sự là lấy được không dễ dàng. Không biết là phải qua bao lâu nữa mới có thể sinh trưởng ra một hồn anh yêu quả. Thế thì để bổn thống tử nói cho ký chủ biết. Rất là đáng tiếc, tương lai bí địa nơi này sẽ không còn hồn anh yêu quả nữa. Ký chủ không hổ danh là phản diện trời sinh, lại làm ra việc trị tận gốc như vậy. Phần thưởng nhận được 500 điểm đột phá. Ký chủ bây giờ người chuẩn bị đột phá đến luân hải thập tầng rồi sao? Có một tin không tốt không xấu, bổn thống tử phải nhắc nhở cho ngươi biết. Nói đi. Lần thứ hai đột phá cực cảnh, ngươi sẽ đối diện với lôi kiếp. Không nhầm lẫn chứ? Dưới tình huống bình thường, không phải chỉ có tiểu thánh hậu mới có lôi kiếp thôi sao? Sao đến chỗ của ta lại quá sớm hơn rồi? Có thể xác định bổn thống tử tổng cộng là phân tích ra 300 tỷ lần. Tỷ suất ký chủ đối diện với lôi kiếp là 99.999999%. Có lẽ vì cảnh giới của ký chủ quá mạnh. Tóm lại, xin ký chủ vượt qua thì người sẽ mạnh hơn. Nếu như không chịu đựng được, có thể sẽ phải chết. Không sai, càng đi về hướng bên này, dao động của gương đá càng mãnh liệt hơn. Một nửa gương đá còn lại có lẽ là sắp xuất hiện rồi. Giết. Phản ứng của gương đã tăng mạnh lên rồi. Người lấy được nửa miếng gương đá còn lại, bản thân tự đưa đến tận cửa rồi sao? Đâu mẹ? Phía trước là đại bản doanh của yêu tộc rồi sao? Phản ứng của gương đá lại lớn như vậy, người lấy được nửa gương đá, không lẽ chính là đại thủ lĩnh yêu tộc trong truyền thuyết đấy chứ? Thống tử, ta hỏi ngươi lại lần nữa, ngươi chắc chắn ta sẽ gặp phải lôi kiếp chứ? Chắc chắn, nhất định là và khẳng định. Quảng trường truyền tống. Sư huynh, cầu xin mọi người hãy cứu sư huynh của ta. Ai có bảo dược máu? Chúng ta lúc nào mới có thể quay về đây? Nhiều người bị thương như vậy, yêu tộc này là quyết tâm muốn đem chúng ta một lưới tóm hết. Không ngờ bọn nó còn tàn độc hơn là cả chúng ta. Ký chủ, đây chỉ có thể nói là ngươi cần phải tiến bộ.
Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nghĩ những chuyện này đâu. Bây giờ người lại bị đại vương của yêu tộc truy sát, lại gặp phải lôi kiếp. Người đã nghĩ rõ làm thế nào để ứng phó hay chưa? Trong lòng của ta đã tính sẵn, không cần ngươi phải lo lắng. Yêu tộc đều đuổi qua đây rồi, số lượng của bọn nó cũng còn quá nhiều. Hơi thở của yêu tộc này ít nhất là bị ngạn cảnh hậu kỳ, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Có thể cất được đại trận mà đế tôn bố trí. Gương đá trong tay của hắn lẽ nào là đế khí hay sao? Nhân tộc các người muốn chết hay là muốn sống đây? Nếu như các người muốn sống thì hãy đem người có mảnh vỡ của gương đá sở hữu giao ra đây. Ngươi tìm chính là cái này sao? Quảng trường thái tố. Sở thể yêu tộc mà muốn tìm hắn ư? Là hắn đã dẫn yêu tộc đến đây, đem đệ tử của các môn vào cảnh ngộ nguy hiểm. Tên nghịch đồ đó tại sao lại phải làm như vậy? Mọi chuyện đã phát triển đến tình cảnh như vậy, trừ khi chỉ có hai khả năng. Một là hắn bị đệ tử khác đẩy ra ngoài, hai là tự mình hy sinh chủ động đứng ra. Nhưng cho dù tình huống là như thế nào đều không thể nào thay đổi được kết quả. Với thực lực hiện tại của hắn, là không thể nào chiến thắng được thủ lĩnh yêu tộc kia. Lẽ nào là muốn dùng đường lui năm đó đế tôn giữ lại? Nếu như vậy, bí cảnh hoang yêu nhất định là sẽ tan rã. Quảng trường truyền tống. Sở thể sư huynh, huynh đúng là chân truyền sư huynh. Chuyện đến mức này, lẽ nào còn không muốn vì những đệ tử sư muội như chúng ta hy sinh hay sao? Lẽ nào ngươi còn muốn hy sinh cho sở thể sư huynh? Tố Như Tuyết sư muội, mọi nói lời này hơi quá đáng rồi đấy. Sở thể sư huynh là vì đại nghĩa, tự nguyện hy sinh. Người nói có đúng hay không sở thể sư huynh? Các ngươi cho rằng hy sinh sở thể sư huynh, đám yêu tộc kia sẽ tha cho chúng ta hay sao? Gặp phải nguy cơ không muốn cùng nhau chống lại, lại chỉ muốn đem đồng môn đẩy ra ngoài, cho hề như vậy, chỉ có thể khiến cho yêu tộc xem thường tu sĩ của nhân tộc chúng ta thêm thôi. Ta cho các người thời gian là 50. Nếu như hắn còn không ra ngoài, chúng ta sẽ đi vào trong đó. Đừng mà ta không muốn chết đâu, ai đến cứu chúng ta đây? Sở thể sư huynh hãy cứu chúng ta đi. Huynh không thể nào nhẫn tâm như vậy được. Chỉ cần huynh ra ngoài, yêu tông sẽ không làm tổn thương đến chúng ta. Sở thể sư huynh, cảm ơn muội. Tô sư muội, dưới tình huống này muội bằng lòng nói chuyện thay cho ta, sở mẫu ta vô cùng cảm kích. Chuyện tiếp theo này cứ giao lại cho ta là được rồi. Sở thể này thật sự là một mình đối diện với ma tộc hay sao? Đây chính là lựa chọn của ngươi ư? Nhân tộc ngươi không tệ, lợi hại hơn những người khác đấy. Hồn anh yêu quả lại trưởng thành rồi. Mau đem yêu quả trong tay của hắn cướp lại cho ta. Giết. Cướp được là có thưởng rồi. Mùi vị cũng không tệ. Thống tử, đột phá đạo kinh. Kiểm tra thấy ký chủ là hoang cổ thánh thể. Tu luyện đạo kinh, dự đoán tiêu hao 10.000 điểm đột phá. Đột phá thành công, điểm đột phá tiêu hao lần này 10.000 điểm. Hoang cổ thánh thể của ngươi xảy ra thoái biến rồi. Luân hải cảnh thăng hoa, trực tiếp thăng đến thần cảnh cửu tầng. Những ký chủ sẽ phải đối diện với lôi kiếp tẩy lễ, xin hãy chuẩn bị. Lôi kiếp sẽ giáng xuống sau 10 hơi thở. Các ngươi hãy nếm thử bữa ăn lôi kiếp. Định đánh nén. Vãi, hình như mất bố mất đoạn sao? Ôi, đều tử ngươi lợi hại thật đấy. Đúng là mạnh thật, sở hữu sư huynh mạnh quá. Một mình huynh ấy tiêu diệt cả yêu tộc rồi. Ta nhớ thủ lĩnh của yêu tộc kia là bị ngạn cảnh đỉnh phong, ở trong tay của sở hữu sư huynh, vậy mà cơ hội phản kháng cũng không có. Thái tố quảng trường. Sở hữu có thể mượn nuôi kiếp để tiêu diệt yêu tộc. Chưa từng thấy nuôi kiếp đáng sợ như vậy bao giờ, sao hắn có thể làm được? Sao hắn chỉ mới luân hài cảnh mà đã có thể dẫn động nuôi kiếp rồi? Mộng Điệp, ngươi đã nhìn thấy hay chưa? Kim sắc khí huyết, kim sắc luân hài, hỗn độn trung thanh niên dị tượng. Sở hữu hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết.
Chẳng trách tốc độ tu luyện ban đầu của hắn lại chậm như vậy, hóa ra là chịu ảnh hưởng của thánh thể. Sở Hưu có thể một mình phá vỡ được lời nguyền thánh thể không thể tu luyện, đúng là kinh ngạc. Thánh địa bây giờ vẫn chưa lựa chọn thánh tử, đợi sau khi Sở Hưu quay về sẽ để cho hắn làm thánh tử của Thái Tố Thánh Địa. Hả? Ngươi không đồng ý hay sao? À, không có. Chỉ là chuyện của thánh tử vẫn nên thông qua phong chủ của các sơn cùng nhau quyết định mới được. Hơn nữa bây giờ tu vi của hắn quá thấp, nghe rằng sẽ khiến cho các phong chủ khác bất mãn. Một nghịch đồ như hắn vậy mà có thể ngồi lên vị trí thánh tử, thiên lý đâu, vương pháp đâu rồi? Này này rất có lý. Nhưng mà với biểu hiện ngày hôm nay của Sở Hưu ở trong bí cảnh, có lẽ các phong chủ khác cũng sẽ không phủ định đề nghị của ta. Hơn nữa tính cách của hắn cũng không tồi, là một đứa trẻ lương thiện. Hả, lương thiện? Cô chưa thấy hắn đối xử với ta như thế nào đâu. Truyền tống quảng trường. Sư huynh không sao chứ? Phiền sư muội lo lắng rồi, Sở mẫu không sao cả. Đúng là rất mạnh, mình vậy mà trở thành quân chúng. Yêu tộc bị Sở Hưu sư huynh diệt sạch rồi. Sở Hưu sư huynh vô địch. Diệp huynh, trên vai huynh là gì thế? Linh thú vừa thu phục được. Con bạch xà khổng lồ ở tàng bảo kia mà hắn cũng thu phục được, không hổ là trời sinh nhân vật chính. Bị mình hút đi không ít khí vận, vẫn còn có thể thu phục được linh thú. Sở huynh, trên vai huynh là gì vậy? Nó tên là gà quá đẹp. Như huynh đã thấy, chỉ là một con gà mà thôi, miễn cưỡng cũng xem như là thú sủng của ta. Mẹ nó, tiểu tử ngươi tôn trọng ta một chút, ai cho phép ngươi đặt tên cho ta? Hơn nữa, ngươi mới là gà, cả nhà ngươi đều là gà. Để Diệp huynh chê cười rồi, đúng là một tiểu gia hỏa thú vị. Lát nữa đại trận truyền tống sẽ mở ra, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị quay về thánh địa. 3 ngày sau, Thái Tố Thánh Địa, động phủ của Sở Hưu. Hệ thống, phần thưởng trước đó ta đột phá cảnh giới vẫn chưa lấy. Đúng vậy túc chủ, kiểm tra thấy người đã đột phá cảnh giới, đạt được khen thưởng đặc thù. Pháp môn tu luyện Thượng Thiên Hoang Cổ Thánh Thể. Pháp môn tu luyện Thượng Thiên Hoang Cổ Thánh Thể, loại công pháp phẩm giai tiên phẩm. Giới thiệu, tu luyện pháp môn này có thể tu luyện Hoang Cổ Thánh Thể đến tiểu thành cảnh. Túc chủ có muốn chấp nhận truyền công pháp hay không? Bổ thống tử kiểm tra thấy Hoang Cổ Thánh Thể của ngươi vẫn còn không gian thăng cấp, có muốn mượn cơ hội này tiếp tục đột phá hay không? Có. Đột phá thánh thể và đột phá tu vi quả thực là không giống nhau. Cảm giác bị hút khô này thật là khó chịu. Hôm nay bế quan đến đây thôi. Tu luyện bị cắt ngang giữa chừng. Tu luyện thánh thể tổng cộng là tiêu hao 100 vạn điểm đột phá. Xem ra sau này đột phá thánh thể phải chuẩn bị thêm vài món bảo dược tiên thảo. Nếu không có lẽ là sẽ bị vắt khô đến chết. Thạch kính này cũng đã luyện hóa rồi. Thống tử, ngươi có biết cái kính này dùng thế nào hay không? Túc chủ nhặt được bảo vật. Thạch kính này phẩm giai cực cao, ít nhất là thánh vương khí, thậm chí là chuẩn đế khí, nhưng mà vẫn chưa đủ hoàn chỉnh. Thạch kính có hai loại công năng. Công năng 1, áp chế lĩnh vực thanh quang. Khi đối địch có thể làm cho chậm tốc độ hành động của kẻ địch, thậm chí là trực tiếp giữ địch lại. Công dụng 2, câu thông tin tức. Túc chủ có thể lấy một viên nguyên thành thượng phẩm để tiến hành thử. Thứ tự 6, hoan nghênh đăng nhập hồng hoang. Thứ tự của ngươi vẫn ở phía trước, cấp quyền hạn vượt xa người thường. Mở ra công năng ở phía dưới miễn phí cho ngươi. Nói chuyện hình ảnh, không gian giao dịch riêng, chiến trường vạn tộc, tinh không trường đấu kỹ quảng trường, bí địa và bảo địa tu luyện. Những cái khác chờ mở khóa. Nếu như mở ra công năng truyền tống cần tiêu hao lượng lớn nguyên thạch, nên chuẩn bị nguyên thạch hoặc là thần nguyên thạch. Xem ra mình đã lấy được một thứ rất là lợi rồi. Chào mừng đến phòng trò chuyện số 17, số người online 6, Kim Dương Tộc, Kim Thanh Dương. Long Mã Nhất Tông thần tử đuổi giết ta 3 ngày 3 đêm. Cần một hội không gian thuật sĩ cường giả giúp ta thoát khốn. Hư không giả. 8.000 hồng hoang tệ, ta sẽ xuyên qua không gian lập tức qua đó. Kim Dương Tông, Kim Thanh Dương, ngươi được nắm, mau đến đây. Tọa độ là Thái Mãng Đại Bình Nguyên, Khảm 335, Khôn 246. Vô nữ, Tiết Mặt Nhi. Thí nghiệm gần đây ta đang làm có liên quan đến linh hồn của thuật sĩ. Cần lượng lớn linh hồn, ai bán linh hồn của nhân tộc? Vong linh tộc. Momoyat, ta có, ngươi muốn bao nhiêu? Dưới 10 vạn thì đừng mở miệng. Vô nữ, Tiết Mặt Nhi, 50 vạn, giá cả bàn bạc ở không gian giao dịch. Những chủng tộc này chưa từng nghe nói qua bao giờ. Thái Mãng Bình Nguyên là nơi nào? Hồng Hoang lại là nơi nào? Thiên Cung Đại Lục không có những nơi như vậy. Ngươi chính là tiểu thú sủng mà Sở Hưu sư huynh mới thu phục được đúng hay không? Đào Yêu, động phủ của Sở Hưu.
con gà này đáng yêu quá. Đệt, nữ nhân chết tiệt, khách khí với ta một chút, nếu không bổn đại gia sẽ ăn cô luôn đấy. Biết thứ nhỏ bé như ngươi mà cũng muốn ăn ta nữa hay sao? Đợi sau ta đắc đạo nhất định là sẽ thu cô làm nô lệ của ta. Sau đó, thu sở hưu tiểu tử làm tọa kỵ. Sư huynh, huynh bế quan xong rồi, nghe nói huynh thu đường quan linh sủng này, nên ta đặc biệt đến xem, không ngờ nó lại thú vị như vậy. Huynh thu quan linh sủng này ở đâu vậy? Má nó, cậu nam nữ các người đúng là quá đáng, bổn đại gia không phải là linh sủng. Đừng để tâm đến con gà thối tha này. Đạo yêu sư muội đến đây tìm ta có chuyện gì sao? Sở hưu sư huynh. Đa tạ huynh đã tiếp nãi, đạo yêu có một thỉnh cầu quá đáng. Nếu sư huynh rảnh, có thể đến giảng giải những gì mà mình đã trải qua ở trong bí cảnh cho các tỷ muội được hay không? Mọi người đều rất muốn nghe. Được thôi. Đây là tâm ý của đạo yêu, xin sư huynh hãy nhận cho. Hả? Thời gian không còn sớm nữa, sư huynh nghỉ ngơi sớm đi. Hương thơm của hoa đào. Đạo yêu sư muội đúng là có lòng rồi, nhưng mà so với mùi thơm của cơ thể sư tôn vẫn còn thua một chút. Chút nữa thì quên mất. Ngươi lại định làm gì bổn đại gia? Ngươi vẫn chưa nói cho bổn tọa biết ngươi là cái thứ gì. Còn nữa, thai nghén trường thần của ngươi có liên quan gì với thạch kính? Dựa theo ký ức truyền thừa, hình như ta là thần nha tộc. Còn về thạch kính có liên quan hay không, bổn đại gia cũng không biết. Quả nhiên ngươi là thần nha tộc. Từ đầu ta đã đoán không sai, thần nha tộc là một trong những hoàng tộc của yêu tộc. Ngươi còn không mau quỳ xuống, lại để cho ngươi một chút thịt thỏ mau ăn đi. Đúng rồi, trước đây có người đến tìm ngươi, cô ta thấy ngươi bế quan nên đã đi rồi. Có người đến tìm ta là ai vậy? Hình như là tên Hoa Lạc Phi gì đó. Cô ta nói 3 ngày sau gặp lại ở chỗ cũ. Muộn như vậy rồi, ngươi còn muốn đi đâu? Tò mò hại chết gà, đừng hỏi nhiều như vậy. Hôm nay đột phá thánh thể tiêu hao không ít sức mạnh, phải đi tìm sư tôn để bồi bổ thôi. Động phủ của Tề Mộng Điệp. Nghịch đồ này sao lại đến đây nữa rồi? Nghịch đồ, ngươi muộn như vậy rồi không ở trong phòng nghỉ ngơi tìm ta làm gì? Mấy ngày không gặp sư tôn nhớ đồ nhi. Tư chất của đồ nhi vẫn còn quá kém, làm phiền sư tôn truyền đạo thụ nghiệp. Không hổ danh là thiên hương chi thể, chỉ ngồi ở đó thôi thì tự nhiên lại tản phát ra một loại mùi thơm của hoa lan quyến rũ người khác. Nghịch đồ, ngươi đừng hòng vô lễ. Đồ nhi đến thì cũng đến rồi, sư tôn đừng nên phụ lòng. Lương thần mỹ cảnh như vậy, cùng ta đi tẩm cung thôi. 6 canh giờ sau, kiểm tra thấy ngươi và thiên hương chi thể của sư tôn không phong ấn, tư chất tu luyện của ngươi cộng 200. Kiểm tra thấy ngươi và thiên hương chi thể của sư tôn không phong ấn, tư chất tu luyện của ngươi cộng 200. Tư chất của ngươi đã đạt đến 2214. Ây, nữ nhân lại đáng sợ như vậy. Nếu sớm biết, đã niêm phong tu vi của cô ta rồi. Không ngờ ký chủ thân là hoang cổ thánh thể đều không chịu được. Ký chủ, ngươi đúng là không được. Cho dù sở lão ma thiên ngươi vô song, Vẫn không dìu tường mà đi ra đâu. Khà cái đầu nhà ngươi. Nhưng mà hôm nay sư tôn làm sao vậy? Rõ ràng không phong ấn tu vi của cô ta lại rất phối hợp. 3 ngày sau. Trong 3 ngày này lấy được không ít tư chất, tu luyện ở chỗ của sư tôn. Tu vi đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Không biết là Hoa tỷ tỷ hôm nay hẹn mình làm gì. Nhưng mà lát nữa gặp cô ta, vừa hay có thể thăm dò một chút. Cũng không thể nào để cô ta ngang ngược như vậy. Ngươi đúng là quá hung dữ rồi. Chuột bị dọa cho sợ rồi. Hoa tỷ tỷ trách nhầm ta rồi. Nó nhát gan, ta chỉ là nhìn nó một chút mà thôi. Sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy? Hoa tỷ tỷ, có người nào theo đuổi tỷ hay không? Nữ tu thăng cấp theo cảnh giới, dung mạo càng lúc càng gần với thiên đạo tự nhiên, càng xinh đẹp. Tướng mạo của ta ở giới tu hành không xuất sắc, đương nhiên là không có người nào theo đuổi rồi. Ây, đó là do bọn họ mất mù. Theo như ta thấy, tỷ tỷ thật sự là rất xinh đẹp. Tỷ khiến ta nhớ đến một bài thơ. Hả, thơ gì vậy? Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan, gió xuân thổi nhẹ qua hiên, hơi sương đẫm,
nếu không phải là người ở mé núi Quần Ngọc thì cũng là thấy ở dưới trăng trốn rau rau dài. Không ngờ ngươi còn biết làm thơ. Thơ thì rất hay, chỉ là ta không có đẹp như trong câu thơ. Mấy bài văn đúng là không học thuộc vô ích. Cái đó Hoa tỷ tỷ, hay là ta theo tỷ nhé. Ta đặc biệt thích tỷ, đại tỷ tỷ như vậy. Nhưng ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã muốn theo đuổi ta? Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Tỷ quả thật rất là lớn. Đáng bị đánh, không ngờ ngươi còn là một tên dâm đãng như vậy. Thưởng thức cái đẹp của nữ nhân là quyền lợi của nam nhân, thì không thể nào xóa bỏ quyền lợi ta thân là một nam nhân. Hơn nữa tuổi tác không phải vấn đề. Tục ngữ nói rất hay, lấy vợ hơn 3 tuổi tương lai chắc chắn là giàu có. Có lẽ ta lớn hơn ngươi 3.000 tuổi đúng không? Nữ lớn 3.000 tuổi được liệt vào tiên ban, tỷ tỷ, cưới tỷ, trường sinh chính là ở phía trước. Thật đấy, Diêu nghiêm túc. Còn thật hơn là cả chân châu cực phẩm của Lam Hải Tuyết Cáp Vương. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là đang muốn quyến rũ ta sao? Đây đâu có phải là quyến rũ, ta đây gọi là không kìm nén được tình cảm. Hơn nữa Hoa tỷ tỷ ta không nhỏ đâu. Tỷ tỷ hãy nếm thử tay nghề nấu ăn của ta đi. Tay nghề không tệ. Con linh thú này tu vi quá thấp, khẩu vị cũng bình thường. Nghe nói thịt của hoang thú của đại thánh cảnh vô cùng ngon, còn bổ hơn là cả cổ dược vương. Đợi sau này ta tu vi cao lên rồi, đi bắt giết đại thánh hoang thú, nướng cho tỷ ăn. Nào tỷ tỷ, cùng ta uống rượu. Ta không biết uống rượu. Tỷ tỷ, tỷ uống với ta một ly đi. Đây là rượu của quê ta, có tên là Mạc Tương Y. Thì ra là Mạc Tương Y, ta đã nghe qua rồi. Rượu này ở Vương Triều Thiên Khởi vô cùng nổi tiếng. Mạc Tương Y, cát vàng lên, gió tây cổ đạo có ngựa gầy ốm, gắn bó dài đằng đẵng lẽ đầy áo. Mạc Tương Y, dưới ánh chiều tà, ngoài thôn đường núi cuộn đất vàng, trong lòng không nỡ thì quay đầu. Mạc Tương Y, tâm mạc khí, giao tình nhìn nhau vô số dặm, không bằng xoay người thường tương ly. Người là nhớ quê hương rồi đúng hay không? Ta nhớ bài thơ Mạc Tương Y này, không nhìn xa tinh vọng. Sao thế, người không phải là người của tinh không này sao? Sao có thể chứ, nghe nói vị tiền bối ủ ra Mạc Tương Y đến từ vực ngoại sinh mệnh cổ tinh. Ta mượn điển cố này bịa ra một câu mà thôi. Thì ra là vậy. Hoa tỷ tỷ, tỷ thật sự là không biết uống rượu đã say rồi ư? Có một chút. Đúng rồi, nghe nói ngươi sắp thành thánh tử rồi, chúc mừng ngươi nhé. Hoa tỷ tỷ, thánh tử quyền lợi không lớn ư? Cũng khá lớn, dù sao cũng có quyền lợi hơn Đạo Vân Phong trưởng lão ta. Vậy thì ta sẽ đi cầu thánh chủ, để cho cô ta cho ta cưới tỷ tỷ được hay không? Ta nghĩ thánh chủ cô ta sẽ không đồng ý. Không thử thì sao mà biết được. Chưa nói là có hay là không, thánh chủ khuấy động phong vân, khi ở trên đại điển thánh tử nhất định là sẽ có người mời ngươi chiến đấu. Ngươi hãy chuẩn bị trước đi. Mọi người coi đến đây có thể bỏ chút thời gian qua kênh Nguyên Review này, đăng ký giúp mình đủ 1.000 lượt theo dõi nhé. Link đăng ký kênh mình sẽ để ở phần bình luận, hoặc anh em có thể nháy vào video ở màn hình kết thúc qua thẳng kênh đó đăng ký giúp mình. Mình làm để đủ điều kiện bật kiếm tiền sau tiền kiếm được lại nạp vào mấy cái app và web chuyện để mở chat chuyện, vì mấy cái app đó chuyện nó sẽ ra nhanh hơn web anh em coi miễn phí, nhưng nó yêu cầu anh em nạp tiền mới được đọc. Mong mọi người đăng ký ủng hộ để mình có kinh phí vừa duy trì kênh cũng vừa để mở chat chuyện sớm cho mọi người có trải nghiệm sớm về bộ mình đang theo dõi nhé.